Bấy giờ thiện tài đồng tử thấy mà già phu nhân hiện các môn phương tiện nhiều như số hạt bụi diêm phù đẻ như vậy. Thấy như vậy rồi, như số thân của ma gia phu nhân hiện, thiện tài cũng hiện trường ấy thân ở trước tất cả chỗ của ma gia phu nhân cung kính lễ bái. Lập tức lúc đó chứng được vô lượng vô số các môn tam muội, phân biệt quán sát tu hành chứng nhập. Từ tam muội dậy đi nhiễu quanh bên phải ma gia phu nhân và quyến thuộc của ngài rồi đứng chắp tay. Lúc đó thiện tài đồng tử thấy ma gia phu nhân hiện các môn phương tiện nhiều như số hạt bụi diêm phù đẻ như vậy. Thấy được những cảnh giới như vậy rồi, như số sắc thân của ma gia phu nhân thị hiện, thiện tài đồng tử cũng chứng được tam muội đó, cũng hiện ra chừng ấy thân ở trước tất cả chỗ của ma gia phu nhân trong mười phương cung kính lễ bái. Lập tức lúc đó chứng được vô lượng vô số các môn tam muội, phân biệt quán sát tu hành chứng nhập tam muội đó. Thiện tài đồng tử từ tam muội dậy đi nhiễu bên phải ma gia phu nhân và quyến thuộc của ngài rồi chắp tay đứng ở trước tòa của ma gia phu nhân, bạch rằng: Đức Thánh Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, dạy con phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cầu thiện tri thức, gần gũi cúng dường. Con đều đi đến hầu hạ từng vị thiện tri thức không có lãng phí, dần dần mới đi đến đây. Xin hãy vì con nói, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh mà được thành tựu? Thiện tài đồng tử bạch với ma gia phu nhân rằng: Đức Thánh, con nhờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dạy con phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cầu thiện tri thức, gần gũi cúng dường. Con đều đi đến hầu hạ cúng dường từng vị thiện tri thức, không có vị thiện tri thức nào mà con không cúng dường. Con ở chỗ mỗi vị thiện tri thức, lắng nghe thiện tri thức nói pháp, đắc được lợi ích của pháp rất lớn, con dần dần mới đi đến thành Ca Tỳ La, xứ sở của ngài ở. Xin Đức Thánh hãy từ bi, xin vì con mà nói, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh mà được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Ma gia phu nhân đáp rằng: Phật tử, ta đã thành tựu môn giải thoát Bồ Tát đại nguyện chí huyễn, nên thường làm mẹ của các Bồ Tát. Ma gia phu nhân đáp rằng: Phật tử, ta đã thành tựu môn giải thoát Bồ Tát đại nguyện chí huyễn, ta có trí huệ nhận thức được tất cả đều là như huyễn như hóa, không chấp trước vào môn giải thoát này. Nhờ nhân duyên đó cho nên thường làm mẹ của các Bồ Tát sắp thành Phật. Giải thích sơ lược về môn giải thoát đại nguyện chí huyễn có hai nghĩa: một là nguyện lớn, hai là chí lớn. Nguyện lớn là nguyện làm mẹ của tất cả chư Phật. Chí lớn phân làm hai, một là quyền chí, hai là thật chí. Quyền chí là khởi nguyện lớn thành việc huyễn, thật chí tức là bát nhã sinh ra chân thân của Phật. Huyễn có hai nghĩa: một là nguyện chí thể hư đương tướng đều huyễn, hai nghĩa là chí làm sinh ra Phật. Môn giải thoát là không vô tướng vô nguyện, ba thứ thiền định. Năm thứ thiền định này là cửa niết bàn, do đó mà được tên này. Phật tử, ta ở trong nhà vua Tịnh Phạn thành Ca Tỳ La, cõi diêm phù đề này từ hông bên phải mà sinh thái tử Tất Đạt Đa, hiện thần biến tự tại không thể nghĩ bàn. Như vậy cho đến hết biển thế giới này, hết thảy tất cả tỷ lô giá na như lai đều vào thân ta thị hiện đản sinh tự tại thần biến. Phật tử, ta ở trong nhà vua Tịnh Phạn thành Ca Tỳ La, cõi diêm phù đề này từ hông bên phải mà sinh thái tử Tất Đạt Đa, hiện ra thần biến tự tại không thể nghĩ bàn. Cảnh giới như vậy cho đến hết biển thế giới này, hết thảy tất cả Phật tỷ lô giá na đều vào trong thân của ta thị hiện đản sinh đủ thứ tự tại thần thông biến hóa. Lại nữa, thiện nam tử, khi ta ở cùng vua Tịnh Phạn lúc Bồ Tát sắp hạ sinh thì ta thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ Tát đều phóng quang minh tên là Nhất Thiết Như Lai Thọ Sinh Công Đức Luân. Trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều hiện Bồ Tát Thọ Sinh trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. Các quang minh đó thảy đều chiếu khắp tất cả thế giới. Chiếu các thế giới rồi, lại nhập vào đỉnh đầu của ta cho đến vào trong tất cả các lỗ chân lông trên thân ta. Ma gia phu nhân lại gọi một tiếng: Thiện nam tử, khi ta ở trong cung vua Tịnh Phạn lúc Bồ Tát Phật Thích Ca Mâu Ni sắp hạ sinh thì ta thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ Tát đều phóng quang minh tên là Nhất Thiết Như Lai Thọ Sinh Công Đức Luân. Trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều hiện cảnh giới Bồ Tát Thọ Sinh trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Tất cả quang minh đó thể đều chiếu khắp tất cả mười phương thế giới. Chiếu sáng mười phương thế giới rồi, tất cả quang minh đó lại nhập vào đỉnh đầu của ta cho đến vào trong tất cả các lỗ chân lông trên thân ta. Lại ở trong quang minh đó khắc hiện danh hiệu của tất cả Bồ Tát, Thọ Sinh Thần Biến, Cung Điện Quyến Thuộc, Năm Dục Tự Vui. Lại ở trong quang minh đó khắc hiện danh hiệu của tất cả Bồ Tát, Thọ Sinh Thần Biến, Cung Điện và Quyến Thuộc.
dùng tài sắc danh ăn và ngủ năm dục tự làm cho mình vui, hoặc là dùng sắc thanh hương vị xúc năm trần làm cho mình vui, lại thấy xuất gia đi đến đạo tràng thành đẳng chánh giác, ngồi tòa sư tử, Bồ Tát vây quanh, các ông vua cúng dường, vì các đại chúng chuyển bánh xe chánh pháp. Ta lại thấy được cảnh giới Bồ Tát tám tướng thành đạo, xuất gia rồi đi đến Bồ Đề đạo tràng, nửa đêm thấy sao mày mọc mà thành đẳng chánh giác, ngồi tòa báo sư tử, có vô số Bồ Tát vây quanh, có tất cả các ông vua cúng dường, Đức Phật vì các đại chúng chuyển bánh xe chánh pháp, Đức cũng là diễn nói pháp lớn kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, diệu nghĩa nhất chân pháp giới. Lại thấy thuở xưa khi Như Lai tu hành Bồ Tát đạo, thời ở chỗ chư Phật cung kính cúng dường phát Bồ Đề tâm tịnh cõi nước Phật, niệm niệm thị hiện vô lượng hóa thân đầy khắp mười phương tất cả thế giới, cho đến cuối cùng vào bát niết bàn, những việc như vậy thầy đều thấy hết. Ta lại thấy thuở xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành Bồ Tát đạo, thời ở chỗ tất cả chư Phật cung kính cúng dường chư Phật phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam Bồ Đề, thanh tịnh trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật, niệm niệm thị hiện vô lượng hóa thân đầy khắp mười phương tất cả thế giới, cho đến cuối cùng vào bát niết bàn, tất cả những cảnh giới như vậy ta đều nhìn thấy rõ ràng. Lại nữa, thiện nam tử, khi quang minh vi diệu đó vào thân ta thì hình lượng thân ta tuy vẫn như cũ nhưng kỳ thật đã vượt hơn các thế gian. Tại sao? Vì lúc đó thân ta lượng đồng hư không đều dung thọ được các cung điện trang nghiêm Bồ Tát mười phương thọ sinh. Lại nữa, thiện nam tử, khi quang minh vi diệu đó vào thân ta thì hình lượng thân ta tuy vẫn như cũ nhưng kỳ thật đã vượt hơn tất cả thế gian, thậm chí còn lớn hơn tất cả thế gian. Tại sao? Vì lúc đó thân ta lượng đồng hư không đều hoàn toàn dung thọ được tất cả cung điện trang nghiêm Bồ Tát mười phương thọ sinh. Bây giờ khi Bồ Tát từ cung trời đâu xuất sắp hàng thần thì có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật đều đồng nguyện, đồng hạnh, đồng căn lành, đồng trang nghiêm, đồng giải thoát, đồng trí huệ, các lực, các địa, pháp thân, sắc thân với Bồ Tát, cho đến thần thông hạnh nguyện phổ hiền, thảy đều đồng nhau. Các Bồ Tát như vậy vây quanh trước sau, lại có 80.000 các Long Vương và tất cả chủ thế gian, ngồi cung điện của mình đều đến cúng dường. Lúc đó khi Bồ Tát từ cung trời đâu xuất sắp hàng sinh, thì có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, đều đồng nguyện, đồng hạnh, đồng căn lành, đồng trang nghiêm, đồng giải thoát, đồng trí huệ, các lực, các địa, pháp thân, sắc thân với Bồ Tát Phật Thích Ca Mâu Ni, cho đến thần thông và hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền thảy đều đồng nhau. Bồ Tát như vậy vây quanh trước sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại có 80.000 các Long Vương cùng với tất cả chủ thế gian ngồi cung điện của mình đều đến cúng dường Phật. Bấy giờ Bồ Tát dùng sức thần thông với các Bồ Tát khắp hiện tất cả cung trời đô xuất, trong mỗi mỗi cung điện đều hiện hình tượng thọ sinh trong tất cả thế giới Diêm Phủ Đề ở mười phương, phương tiện giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến cho các Bồ Tát liền có giải đãi không chấp trước. Lúc đó Bồ Tát dùng sức thần thông với các Bồ Tát khắp hiện tất cả cung trời đô xuất, trong mỗi mỗi cung điện đều hiện hình tượng thọ sinh trong tất cả thế giới Diêm Phủ Đề ở mười phương, dùng pháp môn phương tiện để giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến cho các Bồ Tát để các giải đãi không còn sự chấp trước. Lại dùng thần lực phóng đại quang minh chiếu khắp thế gian, phá các đen tối, diệt các khổ não, khiến cho các chúng sinh đều biết hết thảy hạnh nghiệp đời trước, vĩnh viễn thoát khỏi đường ác. Lại dùng thần lực phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả thế gian, phá trừ tất cả đen tối, tiêu diệt tất cả khổ não, khiến cho tất cả chúng sinh đều biết được hết thảy hạnh nghiệp đời trước, vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác. Lại vì cứu hộ tất cả chúng sinh, các hiện ra ở trước họ hiện các thần biến, hiện các việc kỳ lạ đặc biệt như vậy, cùng với quyến thuộc tụ hội đến vào thân ta, các Bồ Tát đó ở trong bụng ta du hành tự tại, hoặc dùng 3.000 đại thiên thế giới làm một bước, hoặc dùng các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật làm một bước. Bồ Tát lại vì cứu hộ tất cả chúng sinh cho nên các hiện ra ở trước họ, thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa, hiện ra các việc kỳ lạ đặc biệt như vậy. Tất cả Bồ Tát cùng với quyến thuộc tụ hội đến vào thân ta, các Bồ Tát đó ở trong bụng ta du hành tự tại, chẳng bị bất cứ sự hạn chế nào. Tại sao? Vì trong bụng ta lượng lớn như hư không, hoặc dùng 3.000 đại thiên thế giới làm một bước, hoặc dùng các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật làm một bước. Lại ở trong niệm niệm Bồ Tát chúng hội trong mười phương bất khả thuyết tất cả thế giới, chỗ các Như Lai và trời tứ thiên vương, trời tam thập tam cho đến các cõi trời phạm thiên thuộc sáu giới, muốn thấy thần biến của Bồ Tát ở trong thai mẹ
để cung kính cúng dường, nghe thọ chánh pháp đều vào trong thân ta. Tuy trong bụng ta đều dung thọ được chúng hội như vậy, mà thân ta chẳng rộng lớn cũng chẳng nhỏ hẹp. Các Bồ Tát đó đều thấy nơi chúng hội đạo tràng của mình thanh tịnh nghiêm sức. Lại ở trong niệm niệm, các Bồ Tát chúng hội trong mười phương bất khả thuyết tất cả thế giới, đạo tràng của chư Phật và trời tứ thiên vương, trời tam thập tam cho đến các cõi trời phạm thiên, cõi sắc giới, muốn thấy thần biến của Bồ Tát ở trong thai mẹ để cung kính cúng dường, nghe thọ chánh pháp đều vào trong thân ta. Tuy trong bụng ta đều dung thọ được nhiều chúng hội như vậy, mà thân ta cũng chẳng rộng lớn, cũng chẳng nhỏ hẹp. Các Bồ Tát đó đều thấy nơi chúng hội đạo tràng của mình thanh tịnh nhiếp sức. Thiện nam tử, như Bồ Tát thọ sinh trong bốn thiên hạ cõi Diêm Phù Đề này, ta làm mẹ của Ngài. Trong 3.000 đại thiên thế giới, trăm ước bốn thiên hạ cõi Diêm Phù Đề cũng lại như thế. Mà thân ta đây vốn không hai, chẳng phải ở một nơi, chẳng phải ở nhiều nơi. Tại sao? Vì nhờ tu mô giải thoát Bồ Tát đại nguyện trí huyễn trang nghiêm. Thiện nam tử, như Bồ Tát thọ sinh trong bốn thiên hạ cõi Diêm Phù Đề này, ta làm mẹ của Ngài. Trong 3.000 đại thiên thế giới, trong ước bốn thiên hạ cõi Diêm Phù Đề cũng lại như thế. Mà thân ta đây vốn không hai, chẳng phải ở một nơi, chẳng phải ở nhiều nơi. Tại sao vậy? Vì nhờ tu môn giải thoát Bồ Tát đại nguyện trí huyễn trang nghiêm, thiện nam tử, như nay Đức Thế Tôn, ta là mẹ của Ngài, thuở xưa hết thảy vô lượng chư Phật cũng như vậy, ta cũng từng là mẹ của các Ngài. Thiện nam tử, như nay Đức Thế Tôn xuất hiện ra đời, ta là mẹ của Ngài, thuở xưa hết thảy vô lượng chư Phật xuất hiện ra đời cũng như vậy, ta cũng từng là mẹ của các Ngài. Tại sao vậy? Vì ta đã phát đại nguyện này. Thiện nam tử, xưa kia ta đã từng làm thần ao sen, thì có Bồ Tát bỗng nhiên hóa sinh trên tảng hoa sen, lập tức ta ấm bổng săn sóc nuôi dưỡng, tất cả thế gian đều gọi ta là mẹ của Bồ Tát. Lại nữa, thuở xưa khi ta làm thần Bồ Đề Tràng, thời có Bồ Tát bỗng nhiên hóa sinh trong lòng của ta, thế gian cũng gọi ta là mẹ của Bồ Tát. Thiện nam tử, có vô lượng thân Bồ Tát cuối cùng ở trong thế giới này, đủ thứ phương tiện thị hiện thọ sinh, ta đều là mẹ của các Ngài. Thiện nam tử, xưa kia ta đã từng làm thần giữ gìn ao sen, lúc đó có vị Bồ Tát bỗng nhiên hóa sinh trên tạng hoa sen, ta lập tức ấm bồng Bồ Tát săn sóc nuôi dưỡng, cho nên tất cả mọi người thế gian đều gọi ta là mẹ của Bồ Tát. Lại nữa, thuở xưa khi ta làm thần giữ gìn Bồ Đề đạo tràng, thời lúc đó có Bồ Tát bỗng nhiên hóa sinh trong lòng của ta, cho nên tất cả mọi người thế gian cũng gọi ta là mẹ của Bồ Tát. Thiện nam tử, có vô lượng thân Bồ Tát cuối cùng, Bồ Tát sắp thành Phật ở trong thế giới này, dùng đủ thứ phương tiện để thị hiện thọ sinh, ta cũng đều là mẹ của các Ngài. Thiện nam tử, như ở trong kiếp hiền thế giới này, đời quá khứ, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp, đến nay Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, khi hiện thọ sinh, ta đều là mẹ của các Ngài. Trong đời vị lai, Bồ Tát Di Lặc từ cung trời Đâu Xuất, khi giáp hàng thần phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới, thị hiện thọ sinh thần biến, tất cả các chúng Bồ Tát bèn sinh vào nhân gian dòng dõi quý tộc đều phục chúng sinh, lúc đó ta cũng sẽ là mẹ của Ngài. Thiện nam tử, như ở trong kiếp hiền thế giới này có 1.000 vị Phật xuất hiện ra đời. Đời quá khứ có 3 vị Phật xuất hiện ra đời, một là Đức Phật Câu Lưu Tôn, hai là Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, ba là Đức Phật Ca Diếp. Hiện tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi hiện thọ sinh thì ta đều là mẹ của các Ngài. Trong đời vị lai Bồ Tát Di Lặc, Ngài tự nội viện cung trời Đâu Xuất, khi sắp hàng thần phóng đại quang minh chiếu khắp tận hư không biến pháp giới, thị hiện thọ sinh thần biến, tất cả các chúng Bồ Tát bèn sinh vào nhân gian dòng dõi quý tộc, đại phú đại quý điều phục tất cả chúng sinh, lúc đó ta cũng sẽ là mẹ của đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Thứ tự như vậy có Phật Sư Tử, Phật Pháp Tràng, Phật Thiện Nhãn, Phật Tịnh Hoa, Phật Hoa Đức, Phật Đề Xá, Phật Phất Xa, Phật Thiện Ý, Phật Kim Cang, Phật Ly Cấu, Phật Nguyệt Quang, Phật Trì Cự, Phật Danh Xưng, Phật Kim Cang Thuần, Phật Thanh Tịnh Nghĩa, Phật Cám Thân, Phật Đáo Bỉ Ngạn, Phật Biểu Diệm Sơn, Phật Trì Minh, Phật Liên Hoa Đức, Phật Danh Xưng, Phật Vô Lượng Công Đức, Phật Tối Thắng Đăng, Phật Trang Nghiêm Thân, Phật Thiện Oai Nghi, Phật Tử Đức, Phật Vô Trụ, Phật Đại Oai Quang, Phật Vô Biên Âm, Phật Thắng Oán Địch, Phật Ly Nghi Hoặc, Phật Thanh Tịnh, Phật Đại Quang, Phật Tịnh Tâm, Phật Vân Đức, Phật Trang Nghiêm Đảnh Kế, Phật Thọ Vương, Phật Biểu Đăng, Phật Hải Huệ, Phật Diệu Biểu, Phật Hoa Quan, Phật Mãn Nguyện, Phật Đại Tự Tại, Phật Diệu Đức Vương, Phật Tối Tôn Thắng, Phật Trên Đàn Vân, Phật Cám Nhãn, Phật Thắng Huệ, Phật Quán Sát Huệ, Phật Xí Thạnh Vương,
Phật Kiên Cố Huệ, Phật Tự Tại Danh, Phật Sư Tử Vương, Phật Tự Tại, Phật Tối Thắng Đảnh, Phật Kim Cang Trí Sơn, Phật Diệu Đức Tạng, Phật Biểu Võ Nghiêm Thân, Phật Thiệt Huệ, Phật Tự Tại Thiên, Phật Đại Thiên Vương, Phật Vô Y Đức, Phật Thiện Thí, Phật Diệm Huệ, Phật Thủy Thiên, Phật Đắc Thượng Vị, Phật Xuất Sanh Vô Thượng Công Đức, Phật Tiên Nhân Thị Vệ, Phật Tùy Thế Ngữ Ngôn, Phật Công Đức Tự Tại Tràng, Phật Quang Tràng, Phật Quán Thân, Phật Diệu Thân, Phật Hương Diệm, Phật Kim Cang Biểu Nghiêm, Phật Hỷ Nhãn, Phật Ly Dục, Phật Cao Đại Thân, Phật Tải Thiên, Phật Vô Thượng Thiên, Phật Thuận Tịch Diệt, Phật Trí Giác, Phật Diệt Tham, Phật Đại Diệm Vương, Phật Tịch Chư Hữu, Phật Tỳ Xá Cư Thiên, Phật Kim Cang Sơn, Phật Trí Diệm Đức, Phật An Ổn, Phật Sư Tử Xuất Hiện, Phật Viên Mãn Thanh Tịnh, Phật Thanh Tịnh Hiền, Phật Đệ Nhất Nghĩa, Phật Bá Quang Minh, Phật Tối Tăng Thượng, Phật Thâm Tự Tại, Phật Đại Địa Vương, Phật Trang Nghiêm Vương, Phật Giải Thoát, Phật Diệu Âm, Phật Thủ Thắng, Phật Tự Tại, Phật Vô Thượng Y Vương, Phật Công Đức Nguyệt, Phật Vô Ngại Quang, Phật Công Đức Tụ, Phật Nguyệt Hiện, Phật Nhiệt Thiên, Phật Xuất Chư Hữu, Phật Dũng Mãnh Danh Xưng, Phật Quang Minh Môn, Phật Ta La Vương, Phật Tối Thắng, Phật Dược Vương, Phật Biểu Thắng, Phật Kim Cang Huệ, Phật Vô Năng Thắng, Phật Vô Năng Ánh Tế, Phật Chúng Hội Vương, Phật Đại Danh Xưng, Phật Mẫn Trì, Phật Vô Lượng Quang, Phật Đại Nguyện Quang, Phật Pháp Tự Tại Bất Hư, Phật Bất Thối Địa, Phật Tịnh Thiên, Phật Thiện Sư, Phật Kiên Cố Khổ Hạnh, Phật Nhất Thiết Thiện Hữu, Phật Giải Thoát Âm, Phật Du Hí Vương, Phật Diệt Tà Khúc, Phật Trên Bậc Tịnh Quang, Phật Cụ Chúng Đức, Phật Tối Thắng Nguyệt, Phật Chấp Minh Cự, Phật Thủ Diệu Thân, Phật Bất Khả Thuyết, Phật Tối Thanh Tịnh, Phật Hữu An Chúng Sanh, Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Úy Âm, Phật Thủy Thiên Đức, Phật Bất Động Huệ Quang, Phật Hoa Thắng, Phật Nguyệt Diệm, Phật Bất Thối Huệ, Phật Ly Ái, Phật Vô Trước Huệ, Phật Tập Công Đức Quẩn, Phật Diệt Ác Thú, Phật Phổ Tán Hoa, Phật Sư Tử Hống, Phật Đệ Nhất Nghĩa, Phật Vô Ngại Kiến, Phật Phá Tha Quân, Phật Bất Chứng, Bất Trước Tướng, Phật Ly Phân Biệt Hải, Phật Đoan Nghiêm Hải, Phật Tu Di Sơn, Phật Vô Trước Trí, Phật Vô Biên Tòa, Phật Thanh Tịnh Trụ, Phật Tùy Sư Hành, Phật Tối Thượng Thí, Phật Thường Nguyệt, Phật Nhiêu Ích Vương, Phật Bất Động Tụ, Phật Phổ Nhiếp Thọ, Phật Nhiêu Ích Huệ, Phật Trì Thọ, Phật Vô Diệt, Phật Cụ Túc Danh Xưng, Phật Đại Oai Lực, Phật Trùng Trùng Sắc Tướng, Phật Vô Tướng Huệ, Phật Bất Động Thiên, Phật Diệu Đức Nan Tư, Phật Mãn Nguyệt, Phật Giải Thoát Nguyệt, Phật Vô Thượng Vương, Phật Hy Hữu Thân, Phật Phạm Cúng Dường, Phật Bất Thuấn, Phật Thuận Tiên Cổ, Phật Tối Thượng Nghiệp, Phật Thuận Pháp Trí, Phật Vô Thắng Thiên, Phật Bất Tư Nghỉ Công Đức Quang, Phật Tùy Pháp Hành, Phật Vô Lượng Hiền, Phật Phổ Tùy Thuận Tự Tại, Phật Tối Tôn Thiên, như vậy cho đến Đức Lâu Trí Như Lai trong kiếp hiền sẽ thành Phật, nơi 3.000 đại thiên thế giới này ta đều là mẹ của các ngài. Các Đức Phật thứ tự xuất hiện ra đời như vậy, có Đức Phật Sư Tử cho đến Đức Phật Lâu Trí. Đưa ra gồm có 194 vị Phật làm đại biểu. Danh hiệu của các vị Phật xin hãy xem kinh văn, khỏi nói ở đây. Mà già phù nhân nói những vị Phật đó ở trong kiếp hiền sẽ thành Phật, trong 3.000 đại thiên thế giới này ta đều là mẹ của các ngài. Như trong 3.000 đại thiên thế giới này, trong biển thế giới 10 phương vô lượng các thế giới, tất cả kiếp như vậy, như có người tu hành hạnh nguyện phổ hiền vì giáo hóa tất cả các chúng sinh, ta tự thấy thân mình đều là mẹ của các ngài. Như trong 3.000 đại thiên thế giới này, trong biển thế giới 10 phương vô lượng các thế giới, tất cả kiếp như vậy, như có tu hành hạnh nguyện Bồ Tát phổ hiền vì giáo hóa tất cả các chúng sinh, ta tự thấy thân mình đều là mẹ của các ngài. Bấy giờ thiện tài đồng tử bạch Ma Gia Phu Nhân rằng: Đức Thánh, ngài đắc được môn giải thoát này đến nay đã được bao lâu? Ma Gia Phu Nhân đáp rằng: Thiện nam tử, vào thuở xa xưa, trải qua số kiếp không thể nghĩ bàn, chẳng phải thần thông đạo nhãn của Bồ Tát thân cuối cùng biết được. Lúc bấy giờ có kiếp tên là Tịnh Quang, thế giới tên là Tu Di Đức. Tuy có các núi, năm loài cùng ở với nhau, nhưng cõi nước đó làm bằng các báu thanh tịnh trang nghiêm, không có sự dơ bẩn xấu ác. Có ngàn ước bốn thiên hạ, có một bốn thiên hạ tên là Sư Tử Tràng, trong đó có 80 ước thành vua, có một thành vua tên là Tự Tại Tràng, có vị chuyển luân vương tên là Đại Oai Đức. Lúc đó thiện tài đồng tử bạch Ma Gia Phu Nhân rằng: Đức Thánh, ngài đắc được môn giải thoát Bồ Tát Đại Nguyện Trí Huyễn này đến nay đã được bao lâu? Ma Gia Phu Nhân đáp rằng: Thiện nam tử, vào thuở xa xưa, trải qua số kiếp không thể nghĩ bàn, chẳng phải thần thông đạo nhãn của Bồ Tát thân cuối cùng biết được số kiếp đó. Lúc bấy giờ có kiếp tên là Tịnh Quang, thế giới tên là Tu Di Đức. Tuy có các núi cao là nơi năm loài cùng ở với nhau,
Nhưng cõi nước đó làm bằng các châu báu rất thanh tịnh trang nghiêm, không có sự dơ bẩn xấu ác. Có ngàn ước bốn thiên hạ, có một bốn thiên hạ tên là Sư Tử Tràng, trong đó có 80 ước thành vua, có một thành vua tên là Tự Tại Tràng, có vị chuyển luân thánh vương tên là Đại Oai Đức. Hướng bắc thành vua đó có một đạo tràng tên là Mãn Nguyệt Quang Minh, vị thần đạo tràng đó tên là Tử Đức. Bấy giờ có vị Bồ Tát hiệu là Ly Cấu Tràng ngồi nơi đạo tràng sắp thành chánh giác, thì có một ác quỷ tên là Kim Sắc Quang cùng với quyến thuộc vô lượng chúng tụ hội đi đến chỗ Bồ Tát. Hướng bắc thành vua Tự Tại Tràng đó có một đạo tràng tên là Mãn Nguyệt Quang Minh, có vị thần đạo tràng tên là Tử Đức. Bấy giờ có vị Bồ Tát hiệu là Ly Cấu Tràng ngồi nơi đạo tràng sắp thành chánh giác, thì có một ác quỷ tên là Kim Sắc Quang cùng với quyến thuộc vô lượng chúng tụ hội đi đến chỗ đạo tràng Bồ Tát Ly Cấu Tràng để nhiễu loạn tâm ngài, chẳng muốn ngài thành đẳng chánh giác. Chuyển luân thánh vương Đại Oai Đức đó đã đắc được thần thông tự tại của Bồ Tát, hóa làm binh chúng số nhiều gấp bội vây quanh đạo tràng, quần mà sợ hãi đều tự tan rã, cho nên Bồ Tát đó thành tiểu A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Vị chuyển luân thánh vương Đại Oai Đức đó đã đắc được thần thông tự tại của Bồ Tát, có thể biến hóa ra vô lượng binh chúng số nhiều gấp bội hơn chúng ma vây quanh đạo tràng giữ gìn vị Bồ Tát Ly Cấu Tràng. Ác ma, Kim Sắc Quang và quyến thuộc của chúng đều kinh hoàng sợ hãi, tự động tan rã bỏ chạy. Lúc đó Bồ Tát Ly Cấu Tràng đó chứng được thành tựu quả vị Phật A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ vị thần đạo tràng thấy việc đó rồi hoan hỷ vô lượng, bèn nghĩ tưởng vị chuyển luân thánh vương đó là con của mình, bèn đảnh lễ Đức Phật phát nguyện rằng tương lai vị chuyển luân thánh vương này sinh ở chỗ nào, cho đến khi thành Phật nguyện cho tôi thường được làm mẹ của ngài. Phát nguyện đó rồi ở nơi đạo tràng đó lại từng cúng dường 10 na do tha vị Phật. Lúc đó vị thần đạo tràng Từ Đức thấy việc đó rồi sinh tâm hoan hỷ vô lượng, bèn nghĩ tưởng vị chuyển luân thánh vương Đại Oai Đức đó là con của mình, bèn đảnh lễ Đức Phật phát nguyện rằng tương lai vị chuyển luân thánh vương này sinh ở chỗ nào, cho đến khi thành Phật nguyện cho tôi thường được làm mẹ của ngài. Phát nguyện đó rồi ở nơi đạo tràng đó lại từng cúng dường 10 na do tha vị Phật. Thiện nam tử, ý ngươi như thế nào? Vị thần đạo tràng đó đâu phải là người nào khác, chính là thân ta vậy. Còn vị chuyển luân thánh vương đó nay là Đức Thế Tôn Tỷ Lô Giá Na vậy. Thiện nam tử, ý ngươi như thế nào? Vị thần đạo tràng đó đâu phải là người nào khác, chính là thân ta, Ma Gia Phu Nhân vậy. Còn vị chuyển luân thánh vương đó đâu phải là ai khác, nay chính là Đức Thế Tôn Tỷ Lô Giá Na Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Từ đó ta phát nguyện đến nay Đức Phật Thế Tôn này ở trong 10 phương cõi nước tất cả các loài, nơi nơi thọ sinh đủ thứ căn lành, tu Bồ Tát hạnh giáo hóa thành tựu tất cả chúng sinh, cho đến thị hiện trụ thân cuối cùng niệm niệm khắp tất cả thế giới, thị hiện Bồ Tát thọ sinh thần biến thường làm con của ta, ta thường làm mẹ của ngài. Ma Già Phu Nhân nói, từ đó ta phát nguyện đến nay Đức Phật Thế Tôn này ở trong 10 phương cõi nước tất cả các loài, nơi nơi thọ sinh. Tại sao? Vì thị hiện ra loài đó thì mới có thể giáo hóa loài chúng sinh đó. Bởi nhân duyên đó cho nên thị hiện chúng sinh thai noãn thấp hóa, bất cứ trong loài nào cũng đều trồng tất cả căn lành, tu tất cả Bồ Tát hạnh giáo hóa chúng sinh chín pháp giới, thành tựu chúng sinh chín pháp giới, cho đến thị hiện trụ thân cuối cùng tức là thân sắp thành Phật, niệm niệm khắp trong tất cả thế giới, thị hiện Bồ Tát thọ sinh thần biến thường làm con của ta, ta thường làm mẹ của ngài. Thiện nam tử, quá khứ hiện tại, mười phương thế giới, vô lượng chư Phật, lúc sắp thành Phật, đều ở nơi rốn phóng đại quang minh để chiếu đến thân ta và cung điện, nhà cửa, chỗ của ta ở. Thân cuối cùng của các ngài, ta đều làm mẹ của các ngài. Thiện nam tử, quá khứ hiện tại, mười phương thế giới, có vô lượng chư Phật, lúc sắp thành Phật, ở nơi rốn của các ngài đều phóng đại quang minh để chiếu đến thân ta và cung điện, nhà cửa, chỗ của ta ở, cho đến thân cuối cùng của các ngài, ta đều làm mẹ của các ngài. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát đại nguyện trí huyễn này, như các đại Bồ Tát đủ đại bi tạng giáo hóa chúng sinh, thường không nhàm đủ dùng sức tự tại, trong mỗi mỗi lỗ chân lông thể hiện vô lượng thần biến của chư Phật, nay ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát đại nguyện trí huyễn này, những môn giải thoát khác không thể biết được, như các đại Bồ Tát đủ đại bi tạng để giáo hóa tất cả chúng sinh, thường không khi nào nhàm đủ dùng sức nhậm vận tự tại, trong mỗi mỗi lỗ chân lông thể hiện vô lượng thần biến của chư Phật, nay ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó.
Thiện nam tử, tại cõi trời Tam Thập Tam thế giới này có ông vua tên là Chánh Niệm, ông vua đó có người con gái tên là Thiên Chủ Quang. Người đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, tại cõi trời Tam Thập Tam trời Đao Lợi thế giới Ta Bà này có vị thiên vương tên là Chánh Niệm. Vị thiên vương đó có người con gái tên là Thiên Chủ Quang. Người hãy đến đó hỏi cô ta, thánh nữ Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Cô ta sẽ nói rõ cho ngươi biết. Bấy giờ thiện tài đồng tử cung kính thọ nhận lời dạy của Ma Gia phu nhân, bèn cúi đầu làm lễ, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng ái mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử cung kính thọ nhận lời dạy của Ma Gia phu nhân, bèn cúi đầu làm lễ, rồi đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng ái mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi đến cõi trời, tham vấn thánh nữ Thiên Chủ Quang, thỉnh giáo vấn đề muốn biết.